Xin chào các gia đình đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Hôm nay bác sĩ Hồng sẽ trò chuyện với gia đình chúng ta về chủ đề là nắm miệng ở trẻ sơ sinh. Bác Hồng thấy là các mẹ sẽ khá là lo lắng về việc lưỡi con bị đóng trắng, và các mẹ hay có cái câu hỏi là bác sĩ ơi, làm sao để em có thể rơ lưỡi cho lưỡi con em hết đúng trắng? Thì điều đó có phải luôn luôn lúc nào cũng đúng hay không? Bác sĩ sẽ chia sẻ với gia đình mình nhé. Thông thường thì các bé mình đang vui chơi, bú giỏi, ngủ ngoan và lưỡi em bé có đóng trắng thì phần lớn là do đóng sữa mẹ thôi. Và các mẹ chỉ cần vệ sinh lưỡi của em bằng nước muối sinh lý hoặc là nước sạch là được rồi. Và mình không có cố gắng để mình rơ cho sạch cái phần trắng đó, bởi vì có thể làm tổn thương đến lưỡi của em bé, ảnh hưởng đến sự bú của con đó các mẹ. Tuy nhiên có một cái trường hợp các mẹ chú ý, em bé mình có thể bị nấm miệng. Thì những cái dấu hiệu như sau: các mẹ sẽ thấy cái việc đóng trắng trên lưỡi của con có vẻ như dày hơn so với bình thường. Các mẹ kiểm tra ở các vùng niêm mạc má nè, nú nè, có thể vào vòm họng, sẽ thấy có những cái đốm trắng bám lên trên đó và giúp cho mình phân biệt những đốm trắng đó là nấm hay là sữa thông thường. Cũng dễ thôi, mẹ sẽ rửa tay sạch, sau đó thì mình sẽ rơ những cái đốm trắng đó cho con. Nếu là bằng sữa thông thường thì sẽ rất là dễ dàng bong tróc ra. Còn đối với nấm đó các mẹ, nó sẽ bám chặt vào niêm mạc của em và các mẹ rơ sẽ không sạch được đâu. Việc điều trị nấm thì sao? Cũng khá là đơn giản thôi. Bác sĩ sẽ cho cái thuốc rơ nấm Nystatin ngày rơ 4 lần và trong vòng 2 tuần. Đối với những em bé mà bú mẹ trực tiếp đó thì có thể lây nấm từ trong miệng em bé qua đầu ti của mẹ. Nên bác sĩ sẽ hướng dẫn mình thoa thêm cái kháng nấm này lên đầu ti của mẹ để tránh cái việc lây qua lây lại. Đối với những em bé mà bú sữa công thức đó thì là ti bình nè, hoặc là em bé ngậm nấm vú giả thì mình cũng sẽ vệ sinh để sạch nấm ở trên những cái vùng đó, đỡ cái dịch dụng đó, bằng cách là mình sẽ luộc trong nước sôi 5 phút hoặc là mình dùng các cái máy để khử trùng bình sữa đó các mẹ. Các mẹ chỉ cần chú ý vài điểm như vậy là mình có thể dễ dàng phát hiện ra được em bé mình có bị nấm miệng hay không nhé. Nếu các mẹ thấy các cái chủ đề này có ích thì hãy like và share để các mẹ khác cùng nhận được thông tin từ cái chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Bác sĩ xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở chương trình sau. Nếu các mẹ có câu hỏi gì thì hãy để bình luận ở phía dưới, bác sĩ sẽ trả lời nhé.